Hội luật gia thành phố Pleiku vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2023 với hơn 70 người dân và hội viên phụ nữ, nông dân của xã Diên Phú tham gia. Đây là một trong những hoạt động của Hội luật gia thành phố Pleiku trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và của địa phương liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, của nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của các luật gia trong việc tham gia hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân, góp phần thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.